Hi, xin chào tất cả quý anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với Có Đất Việt Nam. Và hiện tại trên tay em đây là một chiếc tông đơ Legend nội địa của Mỹ, sử dụng dòng điện 110V ha. Và video ngày hôm nay em sẽ cùng tất cả các anh chị sẽ khui hộp để khám phá bên trong chiếc tông đơ này gồm những gì. Và xíu nữa em sẽ test sản phẩm này để cho anh chị cảm nhận được tiếng máy của động cơ ha. Đó, đầu tiên em sẽ khui hộp sản phẩm này. Như anh chị có thể thấy là bên ngoài của chiếc tông đơ Legend này được thiết kế khá là chuyên nghiệp ha. Thì thương hiệu One là một thương hiệu khá là nổi tiếng và được thế giới sử dụng rất là nhiều. Em sẽ tiến hành khui hộp ha. Đó. Và bên trong này sẽ có một chiếc hộp màu trắng, thương hiệu One rất là đẹp ạ. Nhân vật chính của chúng ta. Xíu nữa em sẽ cùng tất cả anh chị test sản phẩm này ha. Em sẽ khám phá phụ kiện trước ha. Đây, toàn bộ phụ kiện sẽ bỏ trong một chiếc hộp như thế này. Nó sẽ kèm cho chúng ta là bộ sáu cử nhựa, rất là nhiều cử ở đây, và sẽ tặng thêm một chiếc lược quan màu trắng để chúng ta có thể là kê lược. Thì ngoài ra thì bộ tông đơ này sẽ kèm cho chúng ta là cử 1.5 và cử 4.5. Tổng cộng là sẽ là 6 cử này và thêm được 2 cử này nữa ha. Rất là nhiều cử, không sợ thiếu cử để cắt. Sách hướng dẫn, dầu và chổi phủi, khá là đầy đủ ha. Rồi, em sẽ tiến hành test cái động cơ của con máy này. Thì để test động cơ máy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ chuyển điện của Mỹ, Pitchjet đây. Đó. Bộ này thì chúng ta mua ở trên thị trường tầm cỡ hơn 1 triệu. Đấy. Vậy anh chị mà không có điều kiện kinh tế thì có thể sử dụng những cái bộ chuyển điện của Trung Quốc. Những bộ đó thì tầm cỡ 100 mấy đến 200. Nhưng mà khi mà chúng ta cắm vào cái bộ đó thì nó sẽ không tối ưu, và có thể là khi cắm vào thì nó không đúng dòng điện đó, cho nên là tông nó sẽ kêu to và chúng ta phải chỉnh êm. Chúng ta phải tháo mấy con ốc này ra và chèm vào tông đơ để có thể chỉnh êm tông ha. Đó. Nhưng mà để tối ưu nhất thì em khuyến khích anh chị đã là hàng Mỹ rồi thì chúng ta nên sử dụng một cái bộ chuyển điện của Mỹ luôn, bộ Pitchjet hơn 1 triệu ha. Thì ở đây thì shop em cũng có bán. Đây chính là bộ chuyển điện Pitchjet ha. Đây. Em sẽ tiến hành cắm vào và test tông cho anh chị nghe tiếng máy ha. Đây, em sẽ bật động cơ máy lên. Đó. Anh chị có thể thấy là tông đơ hoạt động rất là êm ái. Chiếc tông đơ Legend này thì nó sử dụng bộ lưỡi đơn tông dây và chuyên sử dụng để có thể là cắt những cái lớp tóc dày đi khung á ha. Đây là một sản phẩm thiết kế rất là đẹp ạ. Phần trước này thì nó có một cái lớp inox có thể là sáng và soi gương được luôn. Trên thân máy thì nó có chữ One 5 sao và chữ được in chìm Legend lên trên máy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng thanh gạt màu đà đà này, màu cam cam đà đà này ha. Và dưới máy thì nó có thông số
Công suất của tăng đơn này là 11W, rất là mạnh. Đấy, sử dụng dòng điện 115V. Và của Mỹ ha. Đấy. Một chiếc tăng đơn nằm trong bộ sưu tập những dòng tăng đơn One được sử dụng và ưa chuộng nhất hiện nay. Tăng đơn Legend. Và anh chị khi mà nhìn thấy sản phẩm này thì anh chị có nhận xét gì về sản phẩm này đó. Và nếu anh chị có muốn mua cũng như là sở hữu cho mình cái sản phẩm này thì anh chị nhớ tham khảo tại website bybershop.vn, hoặc là mình có để cái thông tin cũng như là địa chỉ của shop ở bên dưới phần mô tả của video. Anh chị có thể là click xuống dưới đó và tham khảo ha. Đây, một sản phẩm tăng đơ Legend, hai là cái cục chuyển điện Big Tết. À, anh chị có thể mua bộ sản phẩm này tại website bybershop.vn. À, video của shop đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ở những video sau. Xin chào.